luôn, nhưng mà chúng ta sẽ quay cái top shot, nghe cái diễn lại cảnh trước vậy đó. Top shot gì vậy? Shortlist làm gì có đâu. Giờ tôi có thay đổi chút. Thay đổi làm sao? Shortlist sao làm vậy đi em. Bây giờ cảnh sau tôi muốn một góc máy cao. Mình tận dụng cái giếng trời, lên cao quay xuống. Giờ mấy góc tôi tính trước bỏ hết à? Ừ, bỏ hết. Mấy cái góc đó tôi thấy quay mất thời gian lắm, mà nghĩ lại cũng không có hiệu quả gì nhiều. Cái gì mà mất thời gian? Nói vậy mà nghe được à? Thôi thôi được rồi, giờ này còn cãi nhau nữa, mất thời gian quá. Có ai cãi đâu. Thôi, giờ mọi người nghỉ 10 phút đi. Bây giờ mà phó đạo diễn một xí vô nữa là cãi nhau thiệt đó. Thôi, mọi người nghỉ 10 phút đi. Lúc bắt đầu nghĩ rất may quay cho đã. Rồi bây giờ nói bỏ là bỏ. Diễn viên không diễn được là do đạo diễn không nói đó tâm lý. Chứ tại tôi à? Gì? Ý anh là sao? Anh là quay phim thì cứ lo quay phim đi. Góc máy là do tôi muốn. Vậy thì từ nay giật mẹ solid đi. Ha? Anh thấy chỗ này gặp máy như thế nào? Tôi muốn một góc máy cao hất xuống. Góc đó được không? Góc đó là thấy bức tranh được. Vậy góc kia sao? Góc đó làm sao mà đặt máy? Đâu có thể đứng. Bắt thang liền. Thang ở đâu mà anh leo? Xe tải đâu có chở thang theo. Ở trong kho có cái thang kìa. À, em biết cái thang đó rồi. Nhưng mà nó mục rồi. Không sao, cứ làm vậy đi. Thôi, để mình lấy cái thang. Quay quay nhanh mọi người ơi. Hiện trường, em rằng tắt hết điện thoại nha. Diễn viên xong chưa? Xong. Âm thanh? Xong. Máy xong chưa? Xong. Diễn. Em sao vậy? Không sao đâu anh. Chỉ là mơ thôi à. Không sao đâu anh. Đến khuya về anh nha. Em ăn đi. Thôi, anh ăn đi. Em ăn đi. Em có biết là em rất ốm không? Em đâu có ốm đâu. Thôi này, anh ăn đi. Ê, ăn đi nha. Thôi, giờ hai đứa ăn nha. Ngoan nha. Ê, ăn đi. Xíu nha, em đợi nha. Bây giờ 1 giờ rồi em, hay để mai đi. Có chuyện em phải gặp gấp, nãy em có nhắn tin cho chị Thảo rồi. Anh ở đây đợi em nha. Có chuyện gì mà gấp tới nỗi mới 1 giờ sáng đã tới vậy em? Dạ, em muốn đổi bối cảnh. Sao em, có chuyện gì? Dạ, em muốn đổi bối cảnh. Cái gì? Em nói cái gì? Dạ, em nghĩ mình nên chuyển bối cảnh sang một căn nhà khác, an toàn và thích hợp hơn. Sao lúc đầu em cứ khăng khăng chọn ngôi nhà này, bây giờ em nói đổi sang nhà khác thì làm sao mà tìm kịp đây? Em tưởng đi xin bối cảnh dễ lắm hả?
với tư cách là nhà sản xuất, chị không có đồng ý chuyện này đâu. Như ủa Như, giờ đường dây nhân vật sao vậy? Có phải là mình cho là diễn viên nó đi thẳng từ đây rồi anh kia luôn không? Như trời ơi, nãy giờ tôi nói có nghe gì không? Ủa nói cái cứ làm vậy đi. Anh có sao không vậy? Sao còn cười nữa hả? Anh phải cẩn thận chứ. Thôi ra đây, bàn kịch bản với em. Tắt đèn mọi người ơi. Em, anh muốn một cái top shot ở đây, có được không? Thôi, không được đâu. Sao vậy em? Em cũng muốn mà. Nhưng mà bây giờ em không muốn top shot nữa. Nhưng bây giờ quay phim muốn. Ok, nhưng mà không phải góc đó. Anh đặt máy góc này đi. Nhưng mà góc đó làm sao mà thấy bức tranh, chỉ thấy cô gái thôi. Thì đâu cần thấy bức tranh đâu, mình quay cô gái thôi được rồi. Nhưng mà anh làm theo em đi, góc máy anh càng nguy hiểm lắm nha. Thôi làm việc đi em. Ok không em? Anh Minh ơi, ok không em? Anh ổn không? Anh mới cần phải hỏi em đó. Thế sao em? Anh lấy bắt cả nhà anh xem nha. Ok. À mà cho anh xem một cú nữa nha. Đạo diễn yêu rồi.